Bác ơi, bữa nay mình lại tiếp tục. Chào, đầu tiên là bắt đèn, sáng sủa lên nè. Cha đẹp gái lên nha. Bắt thêm cái đèn này nữa nha. Đèn là để cho sáng cái khuôn mặt của siêu đồ bếp nha. Còn cái đèn là để cho sáng cái bếp ăn của mình nha. Rồi bác ơi, bữa nay nấu khỏe lắm. Bữa nay là 11 giờ 10 phút rồi. Tại hồi sáng là ông cụ mình có ăn tô phở là thành ra không có cần nấu sớm. Còn đồ ăn hôm qua thì mình còn y nguyên. Tại hôm qua sơ ý của bác ơi, cái lửa bị đèn mà quên. Đè chiên cái kia có ăn được gì đâu. Lưỡi đèn mà ăn mấy cái đồ cứng này vô nó cạ, nó đau đâu ăn được. Quên mất tiêu đi. Thành ra chiên qua mới ăn có mấy miếng còi nguyên. Bữa nay chiên chiên lại là ăn thôi. Đơn giản ha. Qua quên cái vũ khí lưỡi đèn. Quá ơi, giống như cái người mà ta đang bị sâu gan vậy đó. Mà bây giờ đưa cho người ta ăn mía sao ta nhai được. Rồi. Thì bữa nay thịt con phụ còn nữa nè. Tén tàn. Không có dám làm thịt thêm nữa. Ông cụ thì ông không cho bỏ. Chưa để. Thì gái bữa nay mình ấy đi. Bây giờ mà gá thịt đông để vô nữa thì nó lây nhây ra tới ngày mai còn nữa. Vậy giải quyết cho nó xong hết cái đi. Rồi, chai có sẵn, mặn có sẵn. Hai người đàn ông thì ăn uống cũng đơn giản thôi. Bây giờ... Bút. Nói gì nghe à? Bút. Nói gì nghe à? Nói gì nghe à? Nó cỡ rồi. Nói gì nghe à? Hả? Hạch nói à? Nói nghe. Đâu chưa? Đâu chưa bút? Bút. Đâu chưa? Đâu chưa? Bút. Quê cô hồi đút cái mic lại không nói. Giác học không cái mic gì nói nha cô. Cũng giống như số cô ác nha. Cái giác mà chưa có quay phim á cô thôi nói chuyện gom gã chứ. Tới chừng mà đút cái máy quay phim vô rồi cái là mắc cỡ không ai nói chuyện chứ. Im gu có cái máy quay phim đi tới đâu là người ta im gu tới đó. Giống như là quan tàn sơ sát tới đó. Bây giờ siêu đồ bếp sẽ gắn cái mic lại nè. Mang cái tạp về cho cô ớt thôi. Hôm nay hơi trễ chút xíu rồi. Nhưng mà đồ ăn thì có sẵn hết rồi thì nó cũng dễ. Cũng mau. Giờ siêu đồ bếp mặc cái tạp về vô giả dạng một đồ bếp. Rồi. Kẹp cái mic vào đây. Có cái mic còn không? Còn. Rồi bấm trúng cái nút nguồn cái nó tắt luôn nữa. Giờ quét cái nhà sơ cái mới vô. Thôi cô vô phim cái nhà dơ ồn. Đồ ăn cái siêu đồ bếp ở giờ. Con nhỏ này vô là nó đem cát đầy nhà thì tại nó ngủ ngoài đống cát ngoài kia. Ở ngoài đống cát thì ve chó nhóc hết trơn. Nó ngủ đôi vài bữa ve chó bu nó nữa. Mà thuốc này hay quá cơ. Ve nhóc trơn nó bò lởm ngởm mà nó không dám bu vô con chó. Cái mùi thuốc nó còn cái gì không biết. Thuốc này cũng hay. Còn mấy cái thuốc thường tắm cái là nó hết thiệt đó. Nhưng mà qua bữa sau gặp con ve là nó bu vô nữa. Còn thuốc này là con ve nó hết hồn hết vía chứ. Nó dám bu vô. Chắc con đồ cũng cả nửa tháng lên. Tùy tình hình địa phương. Quên hồi nãy để cái máy quay trúng chưa mà chưa chơi mà đi làm việc rồi. Trả lời quá. Rồi đẹp trai đẹp gái chưa? Hồi nãy hình như chắc trúng rồi đó cô bác ơi. Thì giấc này siêu đồ biết bắt đầu làm việc. Rồi, mất cái máy lên chút xíu, cơm cúng thì vừa dọn ra xong. Thì giấc này siêu đồ biết sẽ xuất hiện. Bây giờ chỉ còn nấu canh nữa thôi. Còn đồ ăn thì đã sẵn hết rồi. Ồ, đau lưng quá ta. Cái này mà có xà, cô bác nào bị đau lưng này ha. Mình có một cái bí quyết rất là hay cô bác. Lộ bí quyết cả luôn. Có nghĩa là cô bác gắn một cái cây xà ngang như này nè. Hoặc là cô bác trồng hai cái trụ hai bên.
rồi chằng dây của á, mỗi cây trụ, ví dụ như mình trồng cây trụ gì nè, rồi ở đây trồng cây trụ gì ha, cách khoảng chừng 1.5 mét đi, trồng hai trụ, mà mỗi cây trụ mình giăng dây qua đây cắm xuống đất, trụ này mép này của mình giăng dây cắm xuống đất để cho nó đừng có lắc qua lắc lại của á, việc căng một cọng dây ra làm sao nữa, vì là mỗi cây trụ mình căng hai dây hai bên là cây làm sao ở ngoài vườn rộng hết của á, đây cũng vậy. Rồi bắt đầu mình gác cái xà ngang hỏng lên khỏi cái tay cầm thì mình được của cao hơn cái tay cầm của mình là khoảng 1 tấc, cái tay mình nắm lại gì nè cô á, cao hơn khoảng 1 tấc, bắt đầu mình nhóng lên nè, nắm nó co người lại, bắt đầu hỏng cái chân rồi đó cô bác ơi, lắc gì nè, thì cái cơ thể của mình nó nặng, nó sẽ dồn xuống cô bác, nó sẽ hở cái khớp xương ra chút xíu gì nè, của mình lắc vậy đó, rồi nó sẽ cái chất sụn ở trong cái xương của mình đó cô bác ơi, nó có dịp nó hoạt động. Thấy không, bình thường thì mình ngồi kiểu gì hoài nè, thì cái khớp nó sẽ chịu ngay cái chỗ này hoài vậy nè, nhưng bây giờ mình lắc rồi cho nó đều rồi cô bác ơi, giống như là cái máy chạy mà nó lắc nhớt lên thì nó sẽ đỡ đau lưng dữ lắm luôn, nó không có bị cái tình trạng tăng cộng à, mình kéo mà cơ thể của mình cái lực hút của trái đất nó sẽ chì xuống thì các cái khớp cơ của mình nó sẽ giãn ra cô bác, nó sẽ thẳng băng rồi. Bắt đầu mình quơ. Đó, quay cái eo gì đó, lại dắt này lắc eo của bác coi thì nó kỳ quá. Xong rồi bắt đầu lật ngược cái tay lại nắm, hít 1 2 3 4, trời ơi bữa nay đâu phải tập thể dục nó cơn mà rồi nha, dắt đây xíu tôi sẽ kiếm đồ gì để ăn đây. Bữa nay nhớ cái vụ cái mấy trời nha, hổm gà đi đâu cũng xách cái máy theo chứ. Rồi thì những cái gì xào xào ăn đại cái đi của con trẻ đó. Thiệt sự không biết ăn cái gì nữa. Dưa leo, cải. Cải có thể dễ ăn à, ăn cải đi. Ăn chung với gì? Cải ăn chung với dưa leo. Cà rốt. Còn trên này là mướp. Mướp này cũ quá rồi nè cô bác ơi, từ năm thành bao lục thì tôi ra thôi mướp cải đi. Còn này bỏ vô một chút tàu hũ vô để cho nó ngọt nước. Rồi. Ép. Rồi. Tôi biết ăn cái gì nhưng cũng đâu có giống ai đâu. Ủa quên xách cái máy quay theo cô bác ơi. Rồi đó, xách đó. Rồi, để xa xa đi rút kinh nghiệm. Hôm qua kia gì để gần sát bên cô bác thấy cái mặt của siêu biết gỗ không thấy ghê. Để xa xa đi nha, mình với cô bác cách ly xa xa đó nha. Xa có chừng 2-3 mét gì đi. Rồi. Tàu hũ nhóc hết trơn. Rồi ăn cái kiểu này tìm cách nào để giải quyết cho nó hết đó cô bác ơi, chứ ăn sao ạ. Tàu hũ ăn giết mình cũng ngán nữa. Rồi cái gì ăn cũng ngán hết trơn. Cũng như uống thuốc rồi cô bác ơi, thuốc giết là thuốc gì nó cũng ngán hết trơn. Bây giờ cô bác đưa mình ăn cái món gì cũng ngán hết trơn, mà bây giờ chỉ có buồn ngủ thôi. Một miếng này. Miếng đi. Rồi thêm miếng nữa đi. Tại mình nhiều mà. Mình còn 2, 4, 6, 7 miếng gì lắm. 2 miếng thôi. Còn 1, 2, 3, 4, còn 5 miếng nữa. Còn 5 miếng nữa. Ăn 2, 3 ngày. Rồi, đây vô đây. Dẹp cái này. Bữa nay ăn vậy thôi. Nấu canh xào thôi. Còn cái kia là chiên sơ sơ lại là ăn thôi. Vậy thì trước tiên là mình phải bầm tàu hũ ra. Còn mấy cái rau kia làm sao lỡ sọt này ra rồi. Ừ. Ăn gì đồ ăn nhóc hết trơn, ăn không hết. Rồi ngày xưa người ta đói khổ cô bác ơi, kiếm cái ăn không ra. Ngày xưa nhà mình cũng vậy, đói khổ kiếm cái ăn không ra. Còn bây giờ đồ ăn thì nhóc hết trơn, ăn nhất cũng chết. Mà mình không có ham cái vụ ăn ta. Thật sự không biết cô bác làm sao cho mình. Cái vụ ăn là làm biến chết luôn. Không lẽ tới giờ ăn không ăn thì nó đói. Đồ ăn này là biến chết luôn. Nhà đồ ăn nhóc chân, bánh trái nhóc chân mà mình biến ăn.
ha, mấy vụ ăn một xíu nào chứ. Nó vừa tốn thời gian mà nó vừa mất công. Ngày xưa giống như cái bà gì, cái bà gì, bà Thổi Khanh đó của bác. Bà lóc thịt cho mẹ bà ăn. Không, là tại vì cái thời buổi đói kém, không cô bác. Rồi cái ông quan đó cô bác ơi, khi mà chạy lạc vô gừng đó cô bác. Rồi cứ tìm thức ăn không ra, mà bây giờ ông vua ông đói quá thì sao cô bác? Thì bắt đầu là ông mới lóc thịt ông để nướng cho ông vua ăn. Thấy không cô bác? Ông vua nói thôi luôn, thịt con gì mà ngon quá, ai về thịt này thịt con người. Hết hồn. Tết mùng 5 tháng 5. Hồi đó lên chùa sư ông hay kể cái sự tích của cái ông quan đó. Mà mình quên cái ông quan đó tên gì rồi. Thành ra là cái thời thì nó đói khổ cô bác ơi, kiếm cái ăn không ra. Bây giờ nói thiệt cho cô bác, mà bây giờ cái xóm của cô bác mà bây giờ bị cách ly đi, bây giờ người ta không cho cô bác ra đường nữa, hoặc là chợ búa bây giờ người ta đóng cửa hết trơn đó. Cô bác mà cái dân ở chợ rồi cô bác ăn cái gì nè. Cách ly hết trơn rồi đó. Rồi sao cô bác mà đi mua được nè. Trời ơi, cái khu ở trong cái cách ly đó nhiều khi là shipper người ta còn không cho vô nữa. Cái khu mà nghiêm ngặt đó cô bác. Hàng ngày ta phát đồ ăn cho cô bác, bữa nào tao vui vui nhưng phát rồi cô bác ăn cái gì. Nhiều khi có tiền mà cũng chưa chắc có đồ ăn. Không nhìn cũng đối tung với mù mấy cái vụ đó cô bác ơi. Cũng khó ha, nhiều khi có tiền đó, mà kiếm cái ăn cũng khó khăn đó. Chẳng ai ha. Rồi gì, thời thì nó đối khổ quá. Còn thời bây giờ cô bác ơi, dù nghèo khổ tới đâu cũng không đến nỗi mà dạng mà cơm gạo không có đâu. Chỉ cần trời ơi cô bác là ô hô hộ hộ nghèo. Trời ơi người ta đem gạo đem tiền để cho cô bác. Từ cái hộ nghèo ở giờ thành cái hộ giàu luôn. Tại vì cái người mà thật nghèo của cô bác ơi, nó sẽ trong một trong những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Có nghĩa là nhà người đó có người bệnh. Người bệnh thì khó giàu lắm nha cô bác. Hoặc là nhà người đó có cái người tâm trí không có được bình thường, dạng chắc đặc màu da cam sinh ra ngớ ngớ ngẳng ngẳng hay gì đó cô bác ơi. Thứ ba nữa, nhà đông con đó cô bác. Không, vậy là nằm trong ba cái hoàn cảnh, theo mình thấy ba cái hoàn cảnh, không biết còn lọt cái hoàn cảnh nào nó không thể không biết, tại này mới suy nghĩ ra. Tại vì mình thấy tưởng tượng cái người mà nghèo của cô bác ơi là do trong nhà có người bệnh tật, bao nhiêu tiền đút vào khó lòng nào mà giàu có lắm. Có nhiều tiền đút vô bệnh viện. Ngày xưa ta gọi là nhà thương hết cô bác, còn bây giờ gọi là nhà ghét. Bây giờ cô bác hấp hối đi, sắp chết rồi đó. Cô bác đưa vô bệnh viện đi. Trời ơi, ta muốn phẫu thuật cô bác phải hỏi cô bác có tiền không. Không có tiền thì trở về đi. Ở đây tôi có khả năng cứu đó, nhưng mà không có tiền trả là tôi không có cứu đâu. Cái đó là cái nhà ghét. Không có. Thì cô bác nói trời ơi, ai cũng chữa miễn phí hết trơn rồi, thì biết người ta dẹp tiệm cái bệnh viện. Nói vậy chứ không phải ai cũng vậy đâu cô bác ơi. Cũng có người nghèo khổ, cũng có người có tiền chứ. Phải không cô bác? Chứ đâu phải ai cũng nghèo khổ hết. Nhưng mà ngặt cái căn bệnh là bệnh tập tử nhất sinh này, nên là phải cứu người ta trước mà. Nhưng mà không có, cô bác ơi, hỏi mình có tiền hay không trước đó. Cô bác vô bệnh viện viết rồi cô bác sẽ biết. Bây giờ viết là có một số cái quỹ người ta lập ra đó cô bác ơi, để cho những người nào mà nghèo khổ mà vô bệnh viện cấp cứu hay gì đó mà ta không có tiền hay gì đó, thì ta xuất cái quỹ đó ra là của mấy cái nhà mạnh thường quân ta tài trợ đó, cho vô bệnh viện mô vô mổ vô ấy cái gì đó. Bây giờ cô bác không có tiền đó, ví dụ như cô bác đi lọc thận hàng tháng thì bây giờ cô bác không lọc thận là cô bác chết đó. Nhưng mà bây giờ cô bác không có tiền ở vô trống người ta cũng đuổi cô bác về chết gì kệ cô bác chứ. Nhà thư nó thì thành cái nhà ghét. Ở trong kinh giảng có một đoạn như vậy: đời xưa có Ngũ Duyên Kỳ, đem tài học thuốc, vậy thì cho dân, để cứu người dân đó cô bác ơi. Bởi vì mình coi mấy trong mấy cái phóng sự á, nó nói trời ơi, em ước gì sau này em lớn lên em làm bác sĩ để em cứu những người nghèo. Trời ơi. Chữa bệnh cho những người nghèo cô bác ơi. Cô bác bây giờ thấy biết bao nhiêu bác sĩ có người nào mà đi cứu cho người nghèo miễn phí không ta? Chắc cũng hiếm lắm, mà cũng có đó cô bác, nhưng mà cũng hiếm. Thành ra là có cái câu mà Khổng Tử nói đó: nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương diễn. Thấy không cô bác? Mới đầu á thì thiện cô bác ơi, nhưng mà vô cái môi trường mà ở chỗ người chết, người bệnh gì nhiều quá, ghét người ta cũng chai lì. Ví dụ như một hai bữa đầu á cô bác ơi, nghe cô na ai cũng sợ chứ.
tới chừng mà cô Na bây giờ nó đầy dẫy rồi ghét rồi anh thả chai lì chứ ai cũng hết sợ. Mình thấy nó bình thường, không có gì để sợ chứ. Ngày xưa thấy ông Mỹ, ông Pháp gì đó sợ lắm, thấy ghê. Bây giờ Mỹ Pháp đầy đường chân, người ta đi du lịch ngóc chân nó cô bác có sợ không nữa. Nghe vậy ngày xưa mà hù mấy đứa nít đó cô bác ơi, trời ơi ông Tây cũng gọi ông bắt mày đó. Cô bác là sợ lắm, bây giờ kêu ông Tây lại còn ra giờ ông Tây có mắt xanh mắt đỏ sao nữa. Thấy không, đây trái mướp của mình bây giờ nó thành gì nè. Cái máy nó quay hơi chặt chặt rồi quay qua đây chút, cô bác thấy cái siêu đèn của mình dữ dội chứ, cái đèn này là đèn studio chứ không phải dừa đâu. Rồi bây giờ cái này thì gọt mướp á thì mình phải có cái rổ, đọc là cái rổ chứ đọc cái gỗ, cái sao không chị, đọc cái gỗ, cái dân miền Nam dân quê của mình đọc là cái gỗ. Thấy không cô bác, cái gỗ g u hỏi gỗ, gỗ cái gỗ chữ g dài á cô bác. Còn mà đúng từ á ta đọc là cái rổ, hồi đánh lử cái rổ. Đọc gì nó chéo miệng quá cô bác ơi. Thôi đọc cái gỗ đi, gì đi nó quen miệng vậy rồi, đọc cái gỗ đi. Tại đây không phải thầy giáo, không phải cô giáo mà cũng không phải học sinh, mình kêu gì cũng được chân ha. Chiều gọt mướp nấu canh chạy vào lấy trách gặp anh đeo vàng. Thôi thôi thiếp chẳng thương chàng, đôi bông thiếp trả đôi vàng, thiếp xin con 19. Cái này nó cũ quá. Muốn thuốc muốn hư trơn à, bữa nay phát hiện kịp đó chứ để bữa hai bữa nó được rồi đó, trong nó già thành cú đế rồi cô bác ơi, cái này sắp rửa chén được luôn. mấy cái mướp này cô bác ơi, lâu lâu là mình đem ra mình rửa chén được á, làm cái đầu rửa chén đó cô bác, cái sơ mướp á làm đầu rửa chén, ngày xưa mình cũng có xài cái đó nữa, nó gần như là cái đồ rửa chén bằng cước người ta bán ở ngoài vậy đó, rồi bằng cái sơ mướp nha, rồi gần gũi với thiên nhiên. Sơ mướp đó, sơ mướp mà cái trái mướp khô cô bác, mình để giống á, hoặc là mình ăn mà nó sót hay gì đó, mình không hái kịp hay gì đó, nó khô cả bắt đầu vô cắt rồi lấy khúc để mà làm đồ rửa chén. Cô bác nào từng có làm cái vụ đó không ta? Cầm đàn lên nghiêng vai cõng mẹ, tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Hồi bữa hổm cô bác nào yêu cầu kêu kể cái tích của Thoại Khanh cô bác quên. Ủa bữa hổm hình như mình có kể rồi mà, cái bữa Võ Đông Sao đó hình như mình cũng có kể rồi gì đó. Thoại Khanh chấu tích nhiều tích lắm, mấy cái bài ca, tại vì mấy cái này á cô bác ơi chủ yếu cả phục vụ văn nghệ, cô bác nghe đỡ buồn. Thành ra cái nào mà có cái bài ca đó mà có cái tích đó thì mình kể thì nó sẽ phù hợp hơn, tại vì vừa kể cái tích mà vừa hát cô bác nghe dễ tỏ tâm lý, nghe sao miễn cảm thấy nó vui là được hả cô bác, vui mà không có phiền não, còn vui mà nó phiền não mà nó ưu tư nó lo lắng hay gì thôi là nó chặt rồi. Cũng như ông Võ Đông Sao bữa rồi đó cô bác ơi, cái tội nghiệp ông hết sức, vừa gặp một người yêu đâu 3-4 bữa rồi đứt bóng chết queo ra ngoài chiến trường đánh chết queo, rồi tội nghiệp hết sức ha. Mới gặp nhau có 3-4 bữa hả, rồi cái bà kia ba lội từ cái miền Trung ra tới cái ngoài miền Bắc, miền Cao Bằng Lạng Sơn và tuốt ở ngoài kinh thành Huế hay gì đó giả sử đó, lội tuốt ngoài kia gặp ông kia chắc trở gian lao biết bao nhiêu, rồi gặp cái ông kia ông cứu giúp ông đưa ông hộ tống đưa đi tới đó, mới gặp được có 3 ngày ông Võ Đông Sơ chết queo. Cái đó là ái biệt ly khổ, thương mà chia lìa là khổ mà cô bác. Cô bác mà thương ai là chia lìa khổ lắm nha. Nó rồi chồng xa vợ, vợ xa chồng, cha xa con xa cha, mẹ xa anh xa chị, ô tùm lum chân. Bởi vì có cái bài hát gì cô bác ơi, nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khôi đốt đồng để ngắm ngồi chim nhớ lá rừng, ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần,
biểu cầu ngồi mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Có nghĩa cái này là hai chị em nhưng mà lớn tuổi rồi cô bác ơi, tóc đã bạc rồi, mới kêu cái người em lại nè nhỏ lại nhổ tóc sâu cho ta chút cả mày. Ở quê thường kêu mày tao nhưng mà tình cảm lắm nha cô, không phải như mày tao giang hồ như bây giờ đó nha. Ê à, mỏ nhọn lại đây nhổ tóc sâu đâu này ngứa quá. Sinh xong lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa, bà già muốn dừa đường mòn xưa, giáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm. Chợt thêm rau đắng nấu canh. Rồi lên coi giọng cổ luôn. Nó viết với cái bài đó đâu có giọng cổ. Cái đó là nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa. Có nghĩa là một cái người con này nhớ là cái kỷ niệm hồi mẹ mình với ông cậu của mình. Hai người nhổ tóc cho nhau, nhổ qua nhổ lại hồi cái đầu đầu chọc lóc. Dòng mà cái vụ mà bạc hạch trơn rồi đó cô bác ơi, mà đè mà nhổ, nhổ cũng bạc hồi, nhổ hồi cái đầu không còn cọng tóc nữa. Tại bạc trơn còn cọng nào đen đâu. Nhớ cái đợt mà kể cái tích này mà đại thể nấu mình cười ha hả nữa. Cô bác còn nhớ không, cái ông này ông có hai người vợ, ông có hai người vợ cô bác ơi, nhưng mà cái bà vợ á, bà thấy á, ông chồng của mình bây giờ ngày càng lớn tuổi đẹp lão. Bởi vì bà muốn cho chồng của mình á, tóc bây giờ mà nửa trắng nửa đen rồi đó, thì bà muốn sao mà chồng của mình mà tóc trắng hết đi, nhìn cho có cái vẻ mà phong trần đạo mạo hết cô bác, đẹp lão. Nhưng mà cái bà vợ nhỏ cô bác ơi, bà nói thôi mình bây giờ còn trẻ mà bây giờ ông chồng của mình sao thấy ông mau già quá. Sao phải nhổ bớt mấy cái cọng tóc đen đó để cho nhìn ông còn trẻ, chứ cái đầu bạc trắng thiếu chân trong khi mình còn trẻ vậy thì thấy nó không có phù hợp không cô bác. Thành ra tới chừng mà gặp bà vợ nhỏ thì bà đè tóc trắng bà nhổ để cho ông trẻ lại. Còn tóc đen không cho trẻ. Mà tới chừng mà gặp bà vợ lớn đó, cô bác ơi, thì ông đè tóc, bà đè tóc đen bà nhổ. Để cho ông đạo mạo phong trần đứng tuổi cả như bà. Thành ra cuối cùng cô bác ơi, bữa bà này bữa bà kia, bữa bà kia bữa bà này, tới chừng tuần sau coi lại thời ơi, cái đầu này chọc lú không còn cọng tóc nữa. Bà nhổ tóc đen, bà nhổ tóc trắng mà đâu có cái dạng tóc vàng hay tóc xanh hay gì đâu. Thành ra là cái đầu có hai thứ tóc, mà bà nhổ một thứ giết rồi cái đầu của ông chọc lú luôn. Kiểu này chắc ông vô chùa ông ở luôn. Nó không kể, đợt nó kể sự tích này mà đã thấy nấu cười ngắt ngưỡng nữa rồi. Khoai rồi. Xong. Cái này là Mướp. Còn cái này cải. Mướp với cải ăn chung luôn đi. Cải mướp, nồi canh cải mướp. Ôi ôi, siêu canh cải mướp đi. Siêu đồ bếp là phải gắn cái chữ siêu vô nó mới ghê. Cái chữ siêu là nó mới ghê gớm. Đây, cải. Ôi ơi, cải còn gì nữa đâu. Nó úng nó thúi hết trơn. Trời ơi, hình như có sâu trong này nữa. Cái ghê quá à. Hình như có sâu trong này nữa nè. Tại vì thấy có cục khoáng sâu. Thấy có cục khoáng sâu ở trong này nè. Coi nha, để kiếm con sâu ra nha. Để ngồi nấu làm sao mà nó ngọt ngay cái nước đó. Quá. Vì chứ bây giờ người ta chơi chiêu đó cô bác ơi. Cải người ta xịt thuốc dữ lắm, nhưng mà người ta nói xịt thuốc dữ lắm thì không có sâu. Mà cải không có sâu á là cái cải đó có phân thuốc nhiều. Thấy không cô bác? Thành ra sau khi người ta nhổ cái bó cải rồi đó cô bác ơi, người ta quăng như mấy cái đống cỏ. Ta buộc bó gì xong rồi nè, bắt đầu ta quăng như mấy cái đống cỏ rồi sáng mời ta đem đi người ta ta bán. Thì trong một đêm đó cô bác ơi, để trong cái đống cỏ đó ha, quăng đại vô cái đống cỏ đó cô bác, cỏ là cỏ mà nó mọc đầy hết trơn, nó trong mấy bụi vô đó, dục đại vô mấy cái bụi cỏ đó, thì qua một đêm tới sáng bữa sau là mấy con sâu con bọ gì nó bám đại hết trơn trong cải rồi cô bác, dùng cải non mà nó phá dần chết. Là sáng bữa sau đem ra hái cô bác ơi, cải nó có đốm có lỗ gì nhóc hết trơn rồi, có sâu bọ trong, thì ta nói cải này cải tốt mà không có phân thuốc nữa.
tại vì có phân thuốc là mấy con sâu nó chết trơn rồi, nhưng mà ngặt cái vẫn trúng kế của bác tôi. Cao tay quá, cô bác đừng có tưởng nông dân là ngu nha. Cao tay ắn lắm đó. Tại vì nếu như không có phân thuốc rồi đó, cô bác ơi, cải của mình nó đèo đọt, dòng sâu nó ăn hết trơn mà cây cải rồi nó lớn đâu nổi cô bác. Rồi cái lá nó tốt đâu nổi. Thì thay vì vậy thì cứ để cho phân thuốc đã đi, cho nó tốt thiệt tốt đi, rồi tới chừng cái bữa bán hay cho sâu ăn. Thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì như. Mình nó được một cái là rau sạch nữa. Ôi ôi khó hả. Cái gì cũng chẳng ai nha. Bây giờ lừa lọc nhau sống. Lừa lọc nhau sống. Thôi bữa nay để kể cái chuyện làm thổi khanh cô bác nha. Tại bữa hổm cô bác nè. Hai bữa cô bác bữa hổm yêu cầu. Hình như bữa hổm mình nhá hàng nàng thổi khanh hay gì đó. Bởi vì cô bác nó yêu cầu á. Bữa hổm hình như mình có kể khúc hay gì đó. Cái khúc gì mà cầm đàn lên nghiêng vai cổng mẹ, tìm người thương khắp cả bốn phương trời đó. Mẹ ơi đôi mắt của con nay đã mù rồi, nó thiệt cô bác cái bài đó mình chưa từng ca trọn bài một lần nào. Mình nhớ được con khúc đó, cái khúc mà cầm đàn lên như vai cổng mẹ gì đó cô bác. Nhớ được khúc đó đó. Thằng này chưa có hát lần nào, nếu bữa nay có đủ thời gian mình hát cô bác nha. Lần đầu tiên hát trọn bài đó luôn. Chưa từng học trước luôn, đọc chữ không chạy luôn. Mấy cái bài đó thì nó quá thông dụng rồi cô bác, chắc cô bác nào cũng biết. Thì nó cũng gần giống như cái tích mà quán gánh đầu làng đó, phải không cô bác? Quán gánh đầu làng rồi cái tích gì mà cái bên cầu dịch lụa gì đó. Phải giống giống gì không? Trần Minh. Trần Minh. Ờ khác cô bác ơi. Trần Minh khác, Thoại Khanh Châu Tuấn khác. Trần Minh khối chuối là khác nữa. Rồi cái đó là nó khác nữa. Tại xưa cũng có hát hò Trúc Đỉnh, thành ra cũng biết, nhưng mà cái bài Thoại Khanh Châu Tuấn là chưa từng hát. Tại cái bài này là bài của nữ của bác, chứ không phải bài của nam. Thoại Khanh Châu Tuấn là bài nữ, hình như là mấy cái người nữ nào người ta hát cái bài gì, bà Thanh Hằng cái gì đó. Phải không? Không có một đoạn như vậy nè. Cầm đàn lên nghiêng vai cổng mẹ, tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Mẹ, mẹ ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi. Chiếc tỳ bà trùng dây long phím. Trùng mới đúng không? Chứ không phải trùng. Trùng có nghĩa là cái dây nó bị dùng. Người ta đàn là thường là người ta đang ca tự nhiên giải thích này nó vô duyên hết sức. Người cài siêu đuổi. Đừng đâu nói đó. Cái này mà cô bác nào mà kỹ tính ha, cái nào ra cái đó đó, mà gặp siêu đồ bếp là thôi, cô bác bấm biết like gì, tại nó không có cái kiểu nào. Người ta xong rồi mới giải thích, hoặc là sao sao đó giữa chừng đâm thọt xuồng bế tùm lưng. Mà vậy đó cô bác ơi, vậy nó mới chân thật phải không? Nó không có cái lề lối nào trơn đó, mà mình thích như vậy đó. Rồi có nghĩa là cái bà này bà nói đó cô bác ơi, bà nói đôi mắt của bà này đã mù rồi, là cái khúc mà bà mà đi mà gặp cái ác thần đó cô bác, cái ông ác thần hay ác quỷ ác ma gì đó. Bà đòi bắt bà làm vợ, mà bà nói bà có chồng rồi, bây giờ bà còn nuôi mẹ của bà nữa, phải không? Thì bây giờ là cho ổng, cho bà đi tìm chồng bà đi, bây giờ muốn gì cũng được chứ. Thì bà nói, thì ổng nói bây giờ nếu như không chịu làm vợ của ta thì một là phải móc mắt cho ta, hai là bỏ bà mẹ ở đây để ta ăn thịt. Trời ơi. Ác thần. Ác thần, ác quỷ, ác ma gì đó không biết. Thì thành ra là bà chọn cô bác ơi, thôi bây giờ mẹ của mình sao nỡ lòng nào mà để bà cho nó ăn thịt. Rồi mà ngặt cái đôi mắt của mình bây giờ mù thì sao mà thấy được. Rồi sao đây. Rồi không lẽ bây giờ mình có chồng rồi, bây giờ làm vợ của ông này nữa. Cô bác ơi, ngày xưa người ta tiếc nghĩa chung chinh không phải như mình, thôi vậy đi, tôi làm vợ ông năm ba bữa gì đó rồi thả tôi đi nha. Trời ơi. Bây giờ nhưng mà ngày xưa người ta chung chinh tiết liệt đó, cô bác, chứ không phải như mình giờ. Thành ra là bả cuối cùng cô bác ơi chọn, thôi bây giờ muốn móc mắt tôi thì mau móc đi, chứ đừng có đụng chạm gì tới mẹ chồng của tôi chứ. Trời ơi, xúc động hết sức. Rồi cuối cùng á cô bác ơi, cái kết thúc viên mãn là bà cũng gặp được chồng bà. Nhưng mà ngặt cái ông chồng của bà thì nó cũng có gối. Có thiết á, thì nói chồng bà thì được đưa qua cái nước khác á, cái nước Lữ Quốc gì đó. Để mà làm phu quân phò mã cho cái nước bển.
còn có thằng Tích nói á, thì ổng bị bắt đi sứ, có nghĩa là bắt làm con tin đó, cô bác ở nước khác, thấy không? Thành ra nó cũng khó. Thành ra nếu như ổng mà làm cách phò ngoại mã của nước khác rồi á, thì bây giờ mà gặp bả ở đó thì sao dám nhận cô bác? Trời ơi, có vợ là công chúa nước khác rồi, bây giờ mà nhận bà vợ kia vô nữa, bà kia học xé xác, bà công chúa xé xác mình này. Bởi vì cái đoạn cuối đó nó còn chắc chắc trở dữ lắm nha cô bác. Nhưng mà cái thường á, mình nghe là tới cái khúc hai người gặp nhau cái là rồi đó. Còn khúc cuối thì sao? Cái đó là thơ nôm nha cô bác. Thơ nôm cái này người ta đặt ra chứ không có phải là theo cái tích thật. Còn cái tích bữa hỏi mình kể của bác Võ Đâm Sơ, Bạch Thu Hà là nó có cái tích chính thức nha. Còn mà Thổi Thanh Châu Tứng này là cái chuyện mà tưởng tượng. Giống như cái chuyện Lục Văn Tiên của ông Nguyễn Đình Chiểu vậy đó cô bác ơi. Là nó tưởng tượng, cái chuyện này tưởng tượng nha cô bác, chứ không có thật nha. Thì bây giờ mình sẽ kể có đầu có đuôi, hồi nãy là đâm ngang khúc giống như cái trailer. Tại hứng chứ khúc nào nói khúc đó. Thì cái nghe kể rằng đó, cái sự tích này mình có kể bên series điên điển rồi cô bác. Thấy không? Kể nhưng cũng sơ lược, tại mấy cái này nó cũng lâu lắm rồi. Thành ra không phải là mình ôn hay gì lại, nhưng mà ngặt cái này nó có sẵn ở trong đầu mình rồi. Tại thích mấy cái tích, thành ra mấy cái chuyện mà chuyện tích đó thì mình nhớ hơi lâu hơn những cái chuyện khác chút xíu. Đúng rồi. Thì cái nàng Thổi Khanh này á, nghe nói cái thở mà còn hàng vi, cái thở mà còn trẻ đó cô bác ơi. Trăng sáng soi đêm rằm, em còn tuổi 15 đó ha. Trăng sáng soi đêm rằm, em còn tuổi 15, chưa lần nhớ thương âm thầm, chỉ chờ tôi sang ghé thăm. Thăm giàng thiên lý thơm, xem nụ hoa chớm nở, đơm đơm bay về tìm hương đốt đèn. Theo tháng năm âm thầm, quá rồi tuổi 15. Thôi bỏ vào cái vụ 15 nó đi cô bác ơi, trở lại cho bà Thổi Khanh. Tại vì nó liên quan tới tuổi 15. Thì người ta cho biết là khoảng cỡ 15 tuổi á, thì mẹ cha của bà mất, qua đời rồi cô bác. Thì bà bây giờ bà mồ côi. Mồ côi nhưng mà bà ham học chứ lắm cô bác. Cô bác biết cái người nữ ngày xưa muốn đi học là chẳng ai khổ nhậm lắm nha. Giống như ông Trần Minh khố chuối vậy đó. Nghèo quá không có cái gì mặc chứ. Phải mặc bằng cái khố bằng lá chuối. Còn có cái trong cái chuyện của Đức Phật á, kể á, thì một lần nọ một cái vị tỳ kheo hay là ông Phật gì đó quên mất rồi, đi ngang cái khu vực đó đó cô bác ơi, nhưng mà người ta nói đó, được cúng dường cho chư tăng hoặc là cúng dường cho Đức Phật á, thì cái kiếp sau cái người đó sẽ không có còn bị nghèo nữa. Cô bác có cái nhận rất là tốt, không còn khổ nữa. Thì người ta nghe nói vậy đó, hai vợ chồng khổ quá có cái manh chiếu đắp hả, hoặc là có một miếng vải để che thân vậy thôi. Nếu như mà chồng mà khoác cái tấm vải đó ra che thân đi ra ngoài ăn xin thì bà vợ ngoài phải đắp nhà, phải đắp chiếu. Con cái một mà ổng mang đi rồi, nếu đi ra ngoài chỉ có nước uống lá chuối như ông Trần Minh thôi. Chắc là ở đó, chỗ đó không có lá chuối hay gì đó, thành ra muốn ra đường là chỉ có người ra được thôi. Nhưng mà quá khổ rồi, tại vì ở đó ai cũng nghèo cho người xin ai giờ. Bây giờ ra ngoài chợ xin có cô bác giàu, có cô bác nghèo. Thì cô bác giàu ở trên cao cho xuống dưới thấp, cho người nghèo cũng đỡ. Nhưng mà ngặt cái xóm này toàn là nghèo không, nghèo mà có những siêu đồ bếp không, rồi ai cho ai đấy. Rồi thành ra đó cô bác ơi, nghèo khổ quá. Nhưng mà nghe nói cái phước mà bố thí á, nó lớn dữ lắm. Bây giờ cùng đường rồi, bây giờ nghe nói có một ông tăng ông sư về đi khắc thực ngang đó cô bác ơi, ngoắt ông lại. Nè sư ơi, sư vô đây đi, con bố thí cho sư cái món này nè. Thì ông sư á cô bác ơi, ông cũng nghe ngoắc ngoắc rồi, ông cũng ra là có cho cái gì, cho gà, cho vịt hoặc là cho rau, cho cải gì đó, ta cho đồ ăn mà ngày xưa cho gì ăn nãy nấy phải không cô bác? Hình như là nó lạc đề bữa nay. Đang kể cái tích gì sao nó nhảy vào đây, ok. Câu giờ, siêu đồ bếp câu giờ hay rồi. Rồi. Thì sau khi mà ngoắc vô cô bác ơi, thì hai vợ chồng nói sư đứng ở ngoài nha, đợi một chút xíu. Đứng ngoài cửa sổ này nè. Ông nói sao không mở cửa ra? Cái chuyện vợ chồng cũng khó nói mà sư hỏi. Thì cổ mới nói gì nè. Nè, con có một cái tấm vải nè.
con bố thí cho sư, có sư dùng được cái việc gì, một là may quần áo, hai là làm cái chăn đắp hay gì cũng được hoặc là làm cái khăn mù xoa gì cũng được. Rồi, rồi cái áo này đa năng hết sức cái tấm vải đa năng ha, vừa làm cái màn đắp mà vừa làm cái áo mà vừa làm cái quần, vừa làm đủ kiểu hết trơn, cô bác ơi. Nhưng mà cái đó là cái gia tài duy nhất của ta, thành ra thấy bình thường, nhưng mà đối với hai vợ chồng đó, nó không bình thường đâu nha cô bác nó quý dữ lắm đó. Ví dụ như nhà cô bác có một chiếc xe đạp một đi, rồi đối với người ta chiếc xe đạp là cái đồ mà dây chai lông dịch đó nhưng mà đối với nhà cô bác có chiếc xe đạp, cô bác quý, rồi quý lắm đó nha. Nó quý hơn nhà cô bác giàu mà có chiếc ô tô, tại cô bác có nhiều phương tiện, trong khi người ta có một cái một, phải không? Thì nó quý hơn. Hai vợ chồng mất mắt rồi, ông sư cô bác ơi, ông lấy cái tay ông cầm cái miếng này. Cầm lấy đi. Cái này hả? Ồ. Cái này làm gì ta? Ông nhận, ông nói thôi, cái này ở chỗ ta nhóc trơn rồi, ta không có nhận thêm nữa, cái cơm hay gì ta còn nhận, còn giải dốc thì nhà vua Ba Tư Nặc hay gì ông cho nhóc trơn rồi, thôi cái này để là đây có dùng gì dùng. Hai vợ chồng khóc lóc, cô bác ơi, nói hai vợ chồng con nghèo khổ quá, nếu có cái này thôi, con ngừng ngay đây để coi cái phim còn quay không, để kể chuyện đời xưa, bấm ngừng các cô bác ơi, 1, 2, 3 ngừng. Rồi tiếp cô bác ơi, nãy giờ lâu rồi quên tắt, sợ nó ngắt ngang, chứ có ngưng ba ngưng cái hay gì thì cái phim nó cũng vậy thôi mình cũng đâu có đi học sự tích hay gì đâu mà ngưng ngang đi chạy đi học vì cho mấy cái phim cô bác ơi, người ta mà tắt máy cả đó hoặc là chớp cảnh cái là người ta có bùa phép gì trong mình, ta quên cái gì hoặc là trục trặc cái gì đó, người ta bấm ngừng cái mấy tiếng đồng hồ ta quay tiếp mà cô bác không biết bởi vì mấy cái phim mà có chớp cảnh ngang hay gì đó là nó có cái sự thay đổi gì trong đó. Hồi siêu đâu biết thì hỏi có chớp cảnh ngang hay không thì nó cũng kể chớp quớt như nhau tại cái máy quay này lỡ mà nó có hết pin giữa chừng hay gì là nó mắc phim của máy quay dạng chuyên nghiệp là nó không lưu giống như kia, còn mấy camera hành trình kia là tới đâu là nó lưu tới đó, còn máy quay dạng chuyên nghiệp này là nó bị tắt ngang cái là nó mắc phim luôn, không cứu ra được. Nó có recovery nhưng mà nó bị chớp, thành ra không thành ra mình phải chút xíu tắt lại vậy đó. Thành ra sau khi mà cái ông sư này ông không muốn nhận rồi đó cô bác ơi, tại sư người ta đi khắc thật mà, chứ đâu có đi khắc quần áo đi khắc thật có nghĩa là đi ăn xin đó. Bằng tăng, ta gọi là bằng tăng có nghĩa là ông tăng nghèo ông thầy chùa nghèo, bằng tăng thường ta xưng vậy đó, chứ người ta đâu có xưng là phú tăng phải không cô bác, mà lớn quá bây giờ phú tăng không hồi nói đụng chạm bị chuyện chứ thành ra cô bác mà cho cái người tu á, cô bác ơi, cô bác cho ta đói đói chút xíu nè, cô bác cho ta đầy đủ quá ta quên tu cô bác thành mai dương phá đạo đó, cho ta rất thôi, vừa thôi, vừa đủ nhu cầu thôi, nhiều quá sắm iPhone cũng kỳ vừa thôi, vừa đúng cái nhu cầu thôi cô bác ơi, ta còn thấy cái cảnh khổ ta còn tu nha, mà sung sướng quá người ta lo ta hưởng không ta nghỉ tu đó cô chừng cô ác là ma dương phá đạo rồi không cô, đúng cái nhu cầu cô bác ơi, giống như là con cái cô bác cho vậy đó, cho mà đúng cái nhu cầu rồi cô bác ơi, đứa con của cô bác là nó có tiền bạc, nó nhu cầu nó sử dụng nó tốt nè cô bác, nhưng mà ngặt cái cô bác mà cho mà nó hút nhu cầu rồi đó, nó đi chơi game hết trơn nó dư tiền dư giả, bắt đầu nó đi chơi game này kia rồi nó còn tệ hơn nữa, vì đúng nhu cầu là nó tốt mà nó không đúng nhu cầu là nó xấu đó bởi vì mình cúng dường hay gì đắp chùa ấy gì đó, bây giờ xây chùa đồ quá xá dữ rồi, phải không cô á, chùa chiền miếu mạo tôn thờ quá nhiều rồi, vừa thôi làm quá người ta nghỉ tu chứ vừa thôi đúng nhu cầu thôi, tốt quá, cúng dường tam bảo là tốt nhưng mà cúng đúng chỗ, cái chùa mà chưa sập thì thôi khoan hả, mình khoan hả hùng tiền làm đại khôn nhảy vô xây cho người ta cái chùa dữ dằn luôn, biết rồi nội quét cái chùa lớn không cũng chết à đâu có thời gian đâu mà tu hành, nó động tâm tùm lum chơi khách khứa tại lợi ùn ùn rồi hết tu luôn rồi bây giờ cái nồi nó kể tới khúc nào rồi, mà sau khi mà ông sư ông cầm được cái miếng vải giống như cái nồi vẽ vậy, cô bác tu dòng nghèo mà, và kêu bác trao qua cái ông sư ông cầm này nè,
Ủa cái gì đây? Này, hai vợ chồng mới kể. Nó nói là thưa sư, hai vợ chồng con là nghèo quá, chỉ có một cái miếng vải gì thôi. Mà cô bác tưởng tượng miếng vải cỡ này à. À nha, miếng vải à. Con xin con có cái nồi giá này. Cô bác ơi, mà giả sử như cô bác nhà bây giờ cô bác khá giả vậy đó, bây giờ cho cô bác mà cái miếng vải này cô bác nhận không? Tại ngày xưa tăng đoàn của Đức Phật đó là được cái sự bảo trợ rất nhiều từ vua quan, người ta rất là tôn trọng cô bác. Thành ra người ta cúng dường rất là nhiều. Giống như nhà cô bác bây giờ là đầy đủ trơn đó. Bây giờ người ta cho cô bác mà cái miếng vải gách này nè, cô bác nhận không? Miếng vải này đẹp lắm nha. Rồi bây giờ cô bác nhận không nè? Chắc chắn là cô bác không nhận. Thôi tôi lấy cái này làm gì? Mình không có ý khinh thường ta, nhưng mà cái này nó không có cái việc gì xài được trơn á. Rồi dắt này mới nghe hai vợ chồng ta nói nè. Thưa sư, hai vợ chồng con là có mảnh vải nè. Bây giờ mà chồng con đi ăn xin á, thì chồng con khoác cái mảnh vải này làm cái manh áo che thân. Mà nếu như chồng con bữa nào mệt á, thì con thay thế chồng con, thì con khoác cái mảnh vải này con ra đường con ăn xin. Rồi đêm lạnh buốt da đó, hai vợ chồng con cũng có mảnh vải này để che thân thôi. Cái này là cái gia tài quý nhất của gia đình con. Nhưng mà con nghe nói cúng dường chư tăng, cúng dường Đức Phật là cái phước báo rất là lớn. Nó có thể khiến mình cái kiếp sau là không có còn nghèo nữa. Thì thành ra là con thấy sư đi ngang đây thì con nguyện đem cái tài sản quý giá nhất của cái gia đình con để con cúng cho sư. Hy vọng là vợ chồng con không còn khổ nữa. Bác nghe xúc động ha. Siêu đồng biết kể xúc động quá. Thì sau khi ông sư ông nghe rõ cái vấn đề rồi, ông mới biết cái này là quý nè của bác. Ông thấy cái này là quý rồi nha. Gặp ông sư nè là ông sư chân chánh nha cô bác. Còn cái ông sư mà cái dạng mà gớm gớm gì là gọi thua luôn đó. Còn ông sư này ông chân chánh. Nhắc này là ông cầm kỹ lưỡng cô bác ơi. Coi chừng ông còn ôm vô ngực gì nữa. Nói cô bác, tại thấy cái này cái quý rồi nè. Nhắc này quý rồi đã. Đó. Rồi bắt đầu ông nói thôi nếu vậy thì được. Thì ta nhận cái này và ta chú nguyện cho hai vợ chồng con. Bắt đầu ông chú nguyện đó nha. Và ta nhận cái món cúng dường của hai vợ chồng này. Thì nguyện cho nhờ cái công đức này, hai vợ chồng này từ đây trở về sau không còn nghèo nữa. Bắt đầu ông cầm cái miếng vải gách này về, cô bác ơi, bữa đó nghỉ đi khách thật luôn. Về, mà đúng là cái phước tới cô bác. Về tới cái chỗ mà cái tịnh xá của Đức Phật rồi đó, thì cái bữa đó là có cái ông vua Ba Tư Nặc. Ông vào ý kiến Đức Phật. Mà gặp cái ông Tăng này đi vào cái chỗ tịnh xá của Đức Phật đó. Rồi bắt đầu là ông Tăng này ông mới tâu lại cái chuyện này với mà Đức Phật. Thì Đức Phật nói là đây là một cái của bố thí, cái khối tài sản rất là lớn của đôi vợ chồng người ta. Cái này là rất là quý báu luôn. Cũng giống như cái bà cụ mà mua dầu đó cô bác ơi. Dầu người ta tắt hết trơn, cái đèn ta tắt hết trơn, mà có bà cụ này có chút xíu dầu châm vô mà nó cháy hoài. Đó. Thì sau khi mà ông vua Ba Tư Nặc mà ông nghe cái ông sư này kể lại cái câu chuyện của hai vợ chồng rồi đó cô bác ơi, ông thấy tội nghiệp quá. Ông hỏi địa chỉ ở đâu, ông cho quan quân lợi, cho tiền, cho bạc, cắt nhà, cắt cửa. Từ đó hai vợ chồng hết nghèo của bác, trong hiện tiền luôn. Mà cái đó là cái phước tới rồi. Ngay cái giấc đó của bác ơi, cho không miếng vải gách gì nè, mà giàu liền hiện tại luôn. Cái đó là cái phước tới này. Hên sao mà ngay chăng bữa đó có ông vua chỗ đó. Thành ra vừa kể câu chuyện ông vua nghe xúc động của bác. Ôi ơi, có mảnh vải gách nè, nhiều khi cô bác ơi, bây giờ có cô bác nào nhận không, mình cho cô bác cái miếng vải gách nè. Chút xíu mình giàu lắm. đó là cái câu chuyện về bố thí. Đó. Bố thí những gì mình đang có. Bởi vì nhiều khi trong túi cô bác có 5-10 ngàn hả? Trời ơi, dòng người ta bây giờ ổ bánh mì là cũng 7-8 ngàn, cả chục ngàn. Bây giờ cho người ta 10 ngàn xứng đáng gì. Nhưng mà cái đó là cả tài sản cô bác. Thì cô bác cho nó vẫn quý hơn ông kia móc ra 1 triệu. Ông kia quá nhiều tiền thì ông cho gì đâu quý. Nhưng mà cô bác tài sản cô bác bây giờ trong túi có 5 ngàn, cô bác cho vẫn quý hơn ông kia chứ. Rồi bây giờ kiếm cái nồi nào giờ, nồi này đi, cái nồi huyền thoại nè. Rồi kể tới bà Thoại Khanh cô bác ơi, hồi nãy mới vô có cái mở bài kia xong, chắc bữa nay không hết bà Thoại Khanh này quá. Cũng tại cô bác nào bữa hổm mà kêu kể đó, mình cũng nhiều chuyện đó. Rồi bây giờ củ tỏi, củ hành.
sắc sắc cái này nguy hiểm lắm, không dám nói chuyện. Nói chuyện cái sắc 5 ngón tay còn có 4. Đây cái dao nó bén quá. Đồ cô Hành bỏ đây đi. Thì nghe nói là khoảng năm 15 tuổi là cái bà Thoại Khanh bà mồ côi rồi cô bác ơi. Có nghĩa cha mẹ bà chết queo chân. Không biết bị cô na hay gì đó không biết. Thành ra ba mẹ bà chết chân rồi. Bây giờ là bà bây giờ tứ cố vô thanh mà nghe nói cũng là cái hộ nghèo nữa. Hộ nghèo có siêu lùi biết gì đó. Bây giờ bà nghe trong trường đó đó có một cái ông thầy mà ông dạy chữ. Mà cái ông này nhân đức dữ lắm cô á. Người nào mà ham học rồi đó thì ổng dạy miễn phí luôn. Trời ơi, kiếm quá ha. Hên quá ha. Chứ ngày xưa đó, là người ta trọng nam khinh nữ nha cô á. Người nữ là chỉ là giống như là cái cái máy để sinh con thôi. Chứ người ta không có quan niệm người nữ là giống như là được như là cái người nam. Nó cô á, yếu đuối. Làm những cái việc to lớn không được. Công danh sự nghiệp giống như đàn ông là không thể nào làm được. Ngày xưa người ta quan niệm vậy đó cô á. Bởi vì là người ta là có cái câu sao? Nhất nam giết hữu còn thập nữ giết vô. Dù cho một người nam á, cũng quý nữa cô bác ơi. Mà bây giờ sinh ra chục người con gái rồi đó. Trời ơi cũng như không. Bởi vì thập nữ giết vô là cũng vậy đó. Người con trai cũng quý nữa. Nhưng mà cả chục đứa nữ cũng quý. Nhưng mà ngặt cái bây giờ cô bác ơi. Cô bác mà sinh ra chục đứa nữ coi chừng cô bác làm tỷ phú á. Gã Đài Loan, Hàn Quốc. Đừng giết cô bác giàu. Thôi nói đụng chạm bị chữ chết. Mỗi người có cái số phận, không ai giống ai chứ. Bởi vì mỗi người có cái số. Thôi thì sao cũng được, mỗi người có cái số mà. Rồi. Thì sau khi mà cha mẹ bà mất hết rồi đó, mà bà nghe nói ở đầu làng hay gì đó có một cái ông giáo, cái ông mà dạy chữ đó. Hốt qua đây cái đi. Ngồi để kể chuyện nhiều chuyện. Thì bà mới xin vô học chữ cô á. Học chữ, học văn thơ ngày xưa đó. Ngày xưa là cái thời đạo nho mà, đúng không cô á? Bởi vì người ta mà học mà nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tường cận mà tập tường diễn đó mà. Đó, nhầm nhầm vậy đó. Thì bắt đầu bà xin bà học nho cô á thôi. Vô học chữ đó, học chữ thánh hiền đó. Sách thánh đạo ghi trong tam tự đó, đúng không cô á? Người mới sinh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Đó, bây giờ bắt bếp lên nè. Cũng phải biết chọn cái bếp nha, cái bếp bên kia bật nó không lên. Rồi, bây giờ mình mới khử. Chắc là hơi trưa rồi. Rồi gặp 12 giờ chết. Chết rồi, kể nhanh nhanh đi cô bác ơi. Kể nhanh nhanh đi. Tại hồi nãy lạc qua mấy cái chuyện kia thành cái nó trễ quá. Chưa biết mỏ nhọn mà đụng cái nào là nó lậu ra chuyện đó. Thành ra nó kéo dài thời gian chút xíu. Bữa giờ đổ cải vô nè. Thôi chảy nhanh nhanh thôi thăm này để ăn cơm trễ quá rồi. Mùi giờ mấy á. Cụ mình thì bữa nay ổng có cái tô phở rồi sáng rồi. Thì chắc cũng không nên nói đói đâu. Nhưng mà ăn phải cái giờ cố định tương tự gì đó cô á. Để thôi là nó đau bao tử. Ví dụ như 12 giờ là 12 giờ ăn quà. Cô á 6 giờ là 6 giờ ăn quà thì nó không đau bao tử. Tại vì tới đó là cái bao tử của mình nó tiết ra cái chất để tiêu hóa thức ăn đó cô á. Còn mình ăn bữa nay 6 giờ, mai ăn 8 giờ, bữa kia ăn 12 giờ, ăn biết rồi. Cái đồng hồ sinh học của cơ thể của mình đó, nó không có tiết ra cái chất để tiêu hóa thức ăn, nó không có đúng. Nó không có đúng thời điểm thì nó sinh đau bao tử. Còn mình ăn mà cái giờ mà nó tương tự như hoài ha, thì cơ thể nó tốt cô bác ơi. Giống như mình tập thể dục đó, đúng 5 giờ tập hoài. Thôi kể lại cái bà Thổi Khanh đi cô bác ơi. Thì sau khi mình úp cái gỗ, cái chuyện này sau khi úp cái gỗ rồi, thì sau khi mà bà sinh vào được học rồi đó cô bác ơi, bà nói để con giặt vừa vũ cho thầy không, để là con đổi cái công học và cái công mà của thầy mà nuôi con đó. Bây giờ con cũng có chỗ ở nó xin là ở ngay cái lớp dạy của ông thầy mà ở đó luôn. Thì trong đó cũng có nhiều học trò cô bác ơi, trong đó là có cái nhân vật nam chính của mình. Còn nữ chính là bà Thổi Khanh rồi. Còn cái nhân vật mà nam chính đó là Châu Tấn. Thì cái ông Châu Tấn là cũng trong cái nhóm học trò đó nữa. Hai người học qua học lại cuối cùng học y với nhau. Hai người yêu nhau cô bác ơi. Rồi trong cái chuyện là chuyện tưởng tượng cô bác. Cái chuyện là chuyện nôm nha, chuyện nôm xưa người ta chỉ tưởng tượng. Nhưng mà nó có nhiều cái dị bản khác nhau. Có tích đó thì nói ông Châu Tấn bạc tình.
có tích thì nói ổng chung tình, nhưng mà cũng không biết sao nói, tại vì cái chuyện này chuyện người ta tưởng tượng ra mà nó đâu có thiệt đâu mà mình phân đúng sai đâu. Cái chuyện này nó thiệt á. Ừ trời ơi, hồi đó cái ông nói vậy mới thiệt, còn này là cái này nó sai rồi, nhưng mà ngặt cái này đồ tưởng tượng. Chuyện nôm người ta đặt ra nó quá giống như là đầu lòng hai ả Tố Nga, Thí Kiều là chị em, là Thí Văn Mai cốt cách triết tinh thần. Luận về tài sắc mà 10 phân dạng 10 thì cái đó là chuyện Kiều của Nguyễn Du, phải không cô á? Thì ông Nguyễn Du ông tưởng tượng thôi chứ làm gì mà có nàng Thí Kiều, Thí Văn rồi Kim Trọng gì tùm lum hết trơn, phải không? Cái đó là tưởng tượng ra thôi. Ô hay quá, cái nắp đưa vào nó lúc tốt luôn. Làm lại cái nắp nào, nắp này đi. Ủa, nắp này bự hơn chút nữa nè. Tranh thủ của bác thôi, mình kể vắn tắt đi nha. Thì sau khi mà hai người yêu nhau lấy nhau một thời gian rồi đó cô bác ơi, thì cái ông này ổng mới lên kinh, ổng ứng thí rất này đã là vợ chồng đó nha cô bác. Còn cái chuyện bên cầu dịch lụa là nó cũng tương tự vậy, nhưng mà không phải, bên cầu dịch lụa thì hai người này chưa lấy nhau, phải không cô bác? Còn cái chuyện mà Thôi anh Châu Tấn là hai người đã lấy nhau rồi, mà cái ông Châu Tấn là ở nhà ổng còn một bà mẹ già, đúng không? Thì sau khi mà ổng lên kinh thành, ổng ứng thí rồi đó, okay, thì bỏ cái người vợ với cái người mẹ ở nhà, ổng thi lên trời, ổng đổ trạng rồi đó cô bác ơi. Vua gì khen quá rồi, bắt đầu muốn gả con gái cho ổng, tức là gả công chúa cho ổng. Mà ổng nói ở nhà của ổng á, xin nhắc lại nghe cô bác, có nhiều cái dị bản khác nhau. Dị bản là bản khác đó. Đã nói dị bản mà còn khác nhau. Nó trùng quá cô. Dị bản đó là khác, bản khác rồi mà còn nó khác nhau. Thì có những cái bản khác nhau, có bản thì ta kể theo cái kiểu khác, có bản thì nó khác nữa. Thành ra đây là mình kể theo cái bản chung chung, cái bản chung chung, cái bản mà được nhiều người chấp nhận nhất á, là cái ông Châu Tấn nào ông không có bạc tình. Còn cái series điên điển á, thì mình kể cái bản ông Châu Tấn này ông bạc tình. Thành ra cô bác nghe bản nào cũng được chứ, tại cái này tưởng tượng mà. Nếu bạc tình thì giải thích theo kiểu bạc tình, mà không có bạc tình đó thì giải thích theo cái kiểu dàn tình. Bây giờ cái nồi này xong là mình ăn đó, bây giờ đổ cái này vô, đổ thủ vô. Thì sau khi mà ổng lên kinh thành để mà ứng thí, ông thi đầu trạng nguyên rồi đó cô bác ơi, nghe nói ông vua thích quá. Thích quá, thấy ông này đẹp trai hay sao á, cỡ siêu đồ bếp hay gì đó. Cô bác mà ông giỏi, ông có tài nữa đó. Thì thành ra là vua muốn gả công chúa để giữ chân ông đó, không? Để lấy cái người này làm cái người thân cận bên mình. Thấy gì chứ mấy ông vua khôn, dùm con nhóc chơi mà gả đại đứa đi, thì thằng này nó thành thằng rể của mình rồi, mai mốt có gì mà sai khiến hoặc là cái người nhà rồi không sợ nó phản, giả sử vậy thôi cô á. Vua chúa ngày xưa nhiều vợ nhiều con, muốn gả đứa nào gả. Ngày xưa đó cô bác ơi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cô bác ngồi trong ngách vậy, không có nhích giống nghiêm cấp vậy đó. Còn bây giờ mà cô đất bác đặt bậy bạ thôi, nó bỏ nhà đi. Bởi vì nhớ là cái bài bữa hổm đó cô bác ơi, em chót sinh ra con gái nhà nghèo, thấy cha mẹ già lo đàn em yêu, tôi xưng đôi tám mi miều mà em nào ước mơ nhiều, khi thấy nhà vách lá cô cũng xiêu. Em vắng đêm đêm gánh nước ngò lây, bao nhiêu nhọc nhằn trai hằng đôi vai, một sương hai nắng thân gầy, miền sao đẹp ý mẹ thầy, cơm qua ngày hai buổi cà sương. Đôi khi em muốn thoát ra em nghèo, đi kiếm nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân yêu, chợt thương lời khuyên thầy mẹ con đó, nghèo cho sạch rách cho thơm, tham gắm lùa mà hư thân. Em biết cha mẹ ơn nghĩa chẳng đầy,
con không mà thầy như đang không dây. Mỗi đêm em đếm sao trời, cầu cha mẹ sống muôn đời, tuy nhọc nhằn giao cháo mà mỗi đêm em đếm sao trời, cầu cha mẹ sống muôn đời, tuy nhọc nhằn giao cháo mà trời ơi, bữa hổm hát một lần mà bữa nay thuộc luôn đó cô bác. Cô bác thấy siêu đồ biết chữ dành chưa? Bữa hổm hát đó. Bữa hổm cái gì mà cái gái nhà nghèo gì bữa hổm đó cô bác ơi. Nó thuộc luôn rồi đó, hên hết sức không. Rồi bây giờ trở lại chuyện Thoại Khanh Châu Tấn nha. Trời ơi, tại đụng tới đâu cái nó ra cái tích. Đụng cái nó ra cái tích. Rồi bây giờ bắt lửa lắng lên chút xíu mình chiên cái ăn nha. Rồi. Thì ở đây là mình sẽ chiên hai cái này lại là ăn thôi. Cũng như xong rồi đó. Chiên chiên thì chiên cái đồ chai trước rồi cái đồ mặn sau để cho nó nóng nóng lại thôi. Nó rửa rửa cái này ha. Thì sau khi cái anh này anh lên kinh thành mà đậu đổ trạng rồi đó thì ông vua muốn gả con gái cho, nhưng mà cái ông này cũng trung tình của bác. Bữa nay kể cho ông này cũng trung tình nha, bữa hôm kể ông bạc tình. Rồi bắt đầu kể ông trung tình nè. Thì ông nói ông có người vợ ở quê rồi cô bác ơi, có vợ rồi, rồi còn có mẹ già nữa, thành ra là không có thể lấy thêm vợ nữa. Mà ông vua cái dạng mà ví dụ như mình cho đồ người ta đó cô bác ơi, người ta nói người ta có rồi, ta không lấy cô bác nhiều khi cũng buồn. Thành ra ông vua ông cũng bức xúc cô bác ơi. Nó từng gả con gái cho làm phò mã không chịu. Dòng cái dân quê nghèo mà bây giờ đũa móc trời mâm son, bây giờ cái mâm son nó lết lại tới cái đũa móc rồi mà còn chê. Cái gì mà cột đi tìm trâu chứ trâu nào tìm cột hả cô bác ơi, bây giờ cái cột nó đi kiếm con trâu để nó cột dây vô luôn. Con trâu không chịu. Bây giờ sao đây, bây giờ ông vua bức xúc cô bác ơi không chịu hả cưng. Qua đặt ship gì đó mà cưng không chịu hả ông, bây giờ qua đài cưng đi. Bắt đầu ổng mới đưa cái ông này là đi sứ cô bác, mang tiếng đi sứ cho nó sang thôi, chứ thật sự là ra nước ngoài để làm con tin. Thường á ngày xưa mấy cái nước đó, cô bác ơi ở gần nhau đó, thì người ta hay bắt con tin lẫn nhau. Ví dụ như bắt một cái người nào quan trọng ở nước khác qua nước mình làm con tin để mơ mốt mà cái nước kia nó có xâm lấn nước mình hay gì đó thì mình giết con tin này. Thì giống như là mình giết con tin vậy, bên kia ta sợ ta không dám đánh nữa. Nó cô bác tưởng tượng vậy cho nó dễ hiểu nha. Đó. Thì bắt cái ông này đi sứ cô bác ơi, mang tiếng đi sứ cho thực sự qua nước ngoài làm con tin. Mà còn có tích nói là đưa ông này qua bên cái nước ngoài á là để làm phò mã cho công chúa ở nước bển, nhưng mà không biết biết cái tích nào nó đúng, nhưng mà thật sự là ông bị kẹt ở cái nước ngoài. Nói chung thì ông bị đài đi nước ngoài. Còn mà nói cái từ mà dễ thương là kêu ông đi sứ vô nước ngoài rồi kẹt luôn cô bác ơi, mới kẹt ở ngoài luôn không có về được, mà thư từ hay gì cũng không được, tại nước ngoài là người ta sợ bị lộ cái bí mật của người ta, thành ra thư từ đâu có tuồn ra ngoài được. Nó quá mà có tuồn ra ngoài được hay không là cái lúc ổng là trạng nguyên nè, đáng lẽ ổng cũng gửi bức thư về gia đình vừa đậu báo tin về nhà liền phải không cô á. Còn đậu trạng ngày xưa là cũng được ban thưởng tiền bạc này nọ lên chức tước luôn nữa, nhưng mà ngặt cái ổng sao ổng không có tin tức gì nhà trơn, không biết cái đoạn này cũng khó xử ha. Thì bây giờ nhỏ lửa xuống, bây giờ mình chiên chiên mấy cái đồ chai này trước. Thì sau khi mà ổng đi sứ qua bển rồi đó cô bác ơi, vợ ở quê nhà và bà mẹ ở quê nhà đợi hoài không thấy ai chứ. Tới chừng mà hay tin rồi đó, người ta cũng đi thi ở làng nọ làng kia hay gì đó, cũng thi chung cái chuyến thi đó đó, mới đi hỏi thăm có biết cái anh tên là Trần Minh không, cũng ở quê mình đó nè, cũng đi chung cái đợt đó đó, mà không biết tin tức làm sao mất tiêu, người ta thi rồi về ông này thi mất tiêu luôn. Mà ở làng á nhiều khi á cô bác ơi chỉ có một hai người biết chữ chứ đâu có nhiều, cũng khó cô, thành ra cái số lượng người đi thi á ở làng quê thì nó cũng ít, ở thị thành thì nó nhiều, thành ra hỏi tin không biết đường đâu hỏi. Cuối cùng mà mới điều tra hỏi được á cô bác ơi, cái ông Trần Minh là ông đậu quan trạng rồi, mà ông vua bây giờ sai đi sứ ở nước ngoài rồi, không biết chừng nào mới về, giống như bị lưu đài rồi cô bác ơi. Thì bây giờ ở quê nhà cô bác ơi có cái khó nữa, cái ông điền chủ ông có đứa con trai, mà cái đứa con trai này lại mê cái bà Thoại Khanh này đi, nhỏ lửa nữa. Mê bà Thoại Khanh này, thành ra mới uy hiếp
bây giờ nè, cô đang ở trên cái đất nhà của tôi nè, ông Châu Tấn là ở trên đất nhà của người ta hả cô bác? Ngày xưa mình đóng thuê tô, đóng thuế gì đủ kiểu trơn á, thì người ta mới cho mình làm ruộng cắt nhà ở trển, rồi tới mùa mình phải đóng tiền, đóng bạc thì cho người ta, giống như bây giờ mình đóng thuế đất vậy hả cô bác? Nó nhưng mà nhà nghèo quá rồi cô bác ơi, đâu có tiền đâu đóng, bây giờ ổng muốn lấy đất lại. Ông muốn lấy đất lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai ông nói bây giờ đó chịu ông đi thì ông cho ở miễn phí luôn. Nhưng mà cái cô này cô có chồng cô đâu chịu cô bác ơi. Cô nói tôi còn chồng của tôi mà đâu có ăn ở với anh được. Cô bác rồi gặp mình bây giờ thôi, bây giờ làm vợ bé anh cũng được, cho tôi ở đây nha. Bây giờ tôi đi giờ biết sống đâu giờ. Nhưng mà bây giờ coi chừng ta chưa gợi ý nữa là mình nhảy vô nhà ta ở rồi, không biết chừng. Ở ngày xưa người ta trung chinh tiết liệt nó mới quý, thấy không cô bác? Bởi vì cái chuyện này tích sử người ta vẫn kể hoài, là cái nàng dâu gì hiếm lắm nha cô bác. Bây giờ cô bác rồi gặp cái nàng dâu thứ dữ không? Cô bác mà lớn quá mà giao tài sản cho nó rồi đó, nó đẩy cô bác ra đường nữa. Bởi vì cô bác mà chưa chắc chắn hay khoan hay giao tài sản tiền bạc cho nó thôi nha cô bác. Nó mà nắm hết rồi cái nó đẩy cô bác ra đường cho mà cô na ăn thật. Rồi bây giờ cái đồ chai xong rồi, nó cải viết rồi cô bác ơi, xong này là ăn rồi. Bây giờ tới thịt nè. Đó. Thì sau khi mà cái ông này ông ép quá rồi cô bác ơi, thì cái bà này bà phải cõng mẹ bỏ ra đi. Tại vì cái nhà bây giờ người ta đòi tịch thu ra rồi. Ông tìm đủ cách ông dụ dỗ bà này, thì ông ép là bà này hết con đường đi, thì bắt buộc phải chịu ổng thôi. Nhưng mà cuối cùng bà cũng chịu ổng mà, bà chọn cái cách là bỏ ra đi. Cõng mẹ chồng bỏ ra đi, đi tìm chồng nơi mà cái miền xa xứ lạ vậy đó, ra tuốt ở ngoài biên thì qua tới bên nước ngoài luôn cô bác ơi. Tưởng tượng như bây giờ mà mình đi qua Campuchia hoặc là mình bây giờ đi qua bờ Trung Quốc hoặc là qua Lào hay gì đó, chồng mình nghe nói là bị bài qua bên Lào á bạn, rồi cõng mẹ. Ngày xưa mà đi cái đường xá đâu được trống trải gì cô bác. Đi vào đường mòn rồi lao lắc gì, người ta giống như cái bài ca mà lội bùng dơ băng lao lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ước lành mềm, chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu, ngăn ngỡ lũ vườn gọi nhau. Thôi cô bác ơi, bữa nay mình không có thời gian nhiều, 12:15 mà cô bác ơi dám tới 12:30 ăn nha, mình kể thiệt là siết luôn nha cô bác. Thì sau khi mà bà cẩm mẹ già ra đi rồi đó cô bác ơi, tới chừng mà giữa đường rồi đó, tới mà giữa gừng rồi đó cô bác ơi, Quang Du ngày xưa đâu có mấy nhà cô bác. Cô bác nào mà hơi lớn tuổi sao biết cái cảnh của ngày xưa ở quê cô bác ơi, hiếm nhà lắm. Dài trăm mét mới được cái nhà, ít người ở lắm cô bác ơi. Sau này nhờ số cô bác ở miền Bắc di cư vào năm 54 rồi đó, thì bây giờ mấy cái kinh gạch thì mình mới thấy có nhiều người hết, chứ bình thường cũng hiếm người lắm. Không? Thì đi tới cái khoảng gừng đó cô bác ơi, đói lả chứ ngày xưa đâu có gì đâu ăn như mình giờ. Đầm khô nắng cháy mà đâu có gì đâu ăn. Đi ngang cái khu gừng đó gặm gạp mà tao nói lá ở dưới đầy dãy hết trơn cô bác ơi. Đi ngang chỗ đó có cái miếu, vừa dừng chân nghỉ ở dưới cái miếu quan đó cô bác ơi, thì có một ông ác thằng ông hiện lên. Ủa lộn, chưa tới khúc đó, kể lộn mà cô bác ơi. Đi ngang cái khu gừng vắng rồi đó cô bác ơi, giấc này bà mẹ già kiệt sức rồi, dòng người lớn tuổi rồi cô bác ơi, mắt mờ, tay yếu. Dễ đói, dễ ấy đủ kiểu chân đó. Thành ra bà kiệt sức rồi, bây giờ là bà đói quá rồi. Bà nói bây giờ mẹ chịu hết nổi, mẹ quá đói rồi, chắc mẹ không có qua nổi đêm nay rồi. Thì cái bà Thổi Khanh này bà chạy đi kiếm cô bác ơi, lá gừng, cỏ dạ gì, kiếm không có cái gì hết trơn. Nhất là cô bác nội miền Trung sẽ thấy dễ hiểu. Miền Nam của mình chạy ra ngoài chút cây trái nhất trơn, nhưng mà cô bác ở miền Trung á toàn là đất cát, sỏi đá không à. Cá không có như mình nữa cô bác, khó lắm. Miền Trung mà không phải ngay xứ biển đó nha. Mấy đợt mình đi vô mấy cái khu vực tắm suối nước nóng ở tuốt trong rừng đó cô bác ơi, vô đó mà không có cái gì để ăn chứ. Nhắc cô bác cầm tiền vô là cũng vô dụng thôi. Thì tưởng tượng cái cảnh mà cho nó phù hợp với hoàn cảnh đó, là không có cái gì để ăn cho cô bác ơi, mà mẹ già bà đói quá rồi. Thì cuối cùng á cô bác ơi, bà mới nghĩ ra thôi, bây giờ mình thì còn trẻ, còn có sức chịu đựng, còn bà mẹ của mình bà đói quá thì có thể là bà sống không nổi. Mà bà mẹ chồng mình chết rồi, mai mốt ăn nói sao với chồng mình đây. Thấy không cô bác, nàng dâu Thảo thấy tội nghiệp hết sức.
thì cô mới nghĩ tới nghĩ lui là thôi bây giờ mình bắt chước như người xưa. Người xưa ông quan mà ông lóc thịt mà ông cho vua ăn đó cô bác ơi, thì nhớ lại cái tích người xưa, tuy mình không phải con ruột, mình là con dâu nhưng xem mẹ chồng như là mẹ ruột. Thôi bây giờ cầm cái con dao lóc thịt đó cô bác ơi, lóc thịt cái bắp tay hay là có bắp giỏi lóc ra cho bà mẹ bà ăn. Rồi ôi bà đi ra rồi đó cô bác ơi, bà lấy cái áo bà xé cái áo bà quấn lại, thịt còn nóng hổi, máu chảy gồng gồng vậy đó, mà bà mẹ già mắt lòa rồi, nhiều khi máu nhìn cũng không ra nữa, nhưng mà đói quá đói rồi cô bác ơi, thấy thịt là mừng, ăn tươi, ăn thịt tươi cũng được, tại vì ngày xưa người ta đói quá là người ta còn ăn dè ăn dép được mà, dắt đó qua mắt hết biết đường rồi cô bác ơi, thì chỉ thấy cái ăn là ăn thôi, mà cái bà mẹ bà nói ở đâu mà con có miếng thịt tươi như vậy? Thì bà nói cái bà Thọ Khanh bà nói con nãy con đi vô rừng kiếm cái gì cho mẹ ăn mà con thấy con thú á nó đang ăn mồi, rồi có cái đụng đuổi con thú rồi con lấy miếng thịt về cho mẹ ăn. Thông minh quá ha. Thì sau khi mà bà ăn miếng thịt rồi đó cô bác ơi, bà khỏe khỏe chắc đầu con mắt bà sáng sáng lên rồi đó. Sao bà thấy con dâu của bà cái tay hình như là nó không bình thường. Bây giờ dạch cái tay con dâu coi có tại con dâu đang đỡ bà kìa. Thì mới phải ông dâu la cái á lên đau quá cô bác ơi, dòng mới lóc miếng thịt mà cô bác nào bữa nào lóc miếng thịt rồi cũng đau lắm đó. Từ từ mới phát hiện ra, từ từ hỏi tới rồi cuối cùng nàng dâu này mới khai thiệt vậy đó cô bác ơi, hai mẹ con ôm nhau khóc. Ôi con dâu có hiếu quá, bây giờ mà cô bác mà kiếm được con dâu vậy đó cô bác ơi, cô bác là cũng ngày đêm lại trời lại đất, sao mà tôi được con dâu gì mà nó hiền nó hiếu thảo dữ vậy. Bây giờ đốt đuốc tìm không ra đó nha. Bây giờ ngừng cái cô bác ơi, nãy phim lâu quá rồi, 1, 2, 3 rồi bấm tiếp cô bác ơi, giấc này để cái máy đó đi, mình mở cái nồi cơm ra rồi bỏ cái nồi cơm vô đây tiếp tục nói chuyện cô bác. Ủa bấm cái nút quay cho ta, tại trễ quá rồi mình làm hơi gấp chút xíu, xây cái máy qua đây chút xíu nha cô bác. Rồi chưa tắt rồi cúp cái này xuống không cô bác ơi. Thì sau khi mà hai mẹ con ôm nhau khóc rồi đó cô bác ơi, tiếp tục cõng mẹ đi nữa. Đi nữa là hy vọng mà bà mẹ mình nó đi tới cái xóm nào ha, cái làng nào hay gì đó mà có cái dân cư người ta sinh sống thì xin được chút cơm thừa mình ăn cũng đỡ đổi. Nhưng mà đi hoài tới chiều sập tối rồi đó cô bác ơi, hôm sau rồi tới một cái miếu quan ở đầu đường đó. Mà ở đây dân cư có 1-2 người ha. Mình nghỉ ở cái miếu quan đó cô bác ơi. Bắt đầu vừa vô ngồi nghỉ được chút xíu rồi có cái ông ác thần ông hiện lên. Ông chắn ngang cửa đó. Ông nói là ta là cái vị thần ở cái miếu này nè. Các ngươi đi qua đây là phải nộp mạng cho ta, nhưng ta thấy ngươi có nhan sắc nè, bây giờ ngươi hãy làm vợ ta. Nói cô á, nhưng mà cô này cô nói là tôi bây giờ đã có chồng rồi, bây giờ đang cõng mẹ chồng đi tìm chồng của tôi ở bên Tề Quốc á, nước Tề Tề Quốc hay Lữ Quốc gì đó không biết, nhưng mà ở nước ngoài đó cô bác ơi, bây giờ tôi không thể mà theo cái ý ông để mà làm vợ ông được, xin ông hãy buông tha cho ông ác thần này. Ông nói một là ta phải ăn thịt mẹ ngươi, hai ngươi phải bỏ đôi mắt lại đây tại cái tội ngươi không có chịu tuân lệnh của ta. Thì bây giờ ác thần đã chặn ngay cửa rồi cô bác ơi, nó có tài phép mà, một là nó sẽ giết mẹ mình ngay tức thì, hai là phải bỏ đôi mắt lại, còn nếu như mà chiều ý nó rồi á thì mình là gái đó có chồng rồi cô bác ơi, bây giờ mình chấp nhận với nó dù cho 1 đêm 2 đêm thì mình cũng thất tiết, mình đâu có còn là cái người phụ nữ đức hạnh đó, phải không cô bác, ngày xưa ta kỹ lưỡng. Còn mình bây giờ coi chừng thôi để em hầu hạ anh 1-2 đêm vậy cho em đi nha. Trời ơi, vậy là thua rồi đó. Bởi vì đâu có còn đâu có giống như cái người thời nay hả cô á. Rồi bây giờ tới cơm cúng. Thì sau khi bà nghĩ tới nghĩ lui á, mẹ chồng thì chỉ có một, mà mẹ chồng mà chết rồi á, mới mốt gặp chồng mình biết nói làm sao. Giống như cái bà mà giữ giùm con của mà cái người em chồng mình á với con của mình, mà tới chừng mà giặt tới rồi cô bác ơi, hai đứa ẩm lượt. Mà bây giờ chạy hai đứa ẩm lượt thì chạy không kịp cô bác, bây giờ phải bỏ lại bớt một đứa chạy mới kịp, mới hy vọng thoát được một đứa. Thì bây giờ phải ôm cái đứa con của em chồng mình, bỏ đứa con ruột của mình lại. Thôi ơi bác ơi, đành đoạn ôm cái đứa con của em chồng mình chạy. Cái tích này là bên 104 tấm gương hiếu nghĩa thì mình đã kể rồi cô bác, qua kênh Thuận Điện kể chuyện. Thì cuối cùng mới ôm cái đứa con của em chồng chạy, cô bác ơi, bỏ đứa con lại. Thì giặc mà nó rượt theo nó bắt được bả rồi đó cô bác ơi. Nó mới hỏi tại sao hai đứa nè mà bà chỉ ôm một đứa chạy còn đứa bỏ, hai đứa này con ruột của bà hết phải không? Thì bà mới phân trần thiệt,
bà mới nói cái đứa tôi ẵm á là con của em chồng tôi, còn cái đứa tôi bỏ lại là con ruột của tôi. Trời ơi, cái ông giặc này ông thấy không, há hốc mồm, xong mà có cái chuyện kỳ cục á. Thấy cô hát, người ta nói thương con như nắm ruột, không hậu dữ còn không nữa ăn thịt con. Mà tại sao cái bà này lại bỏ con ruột của mình mà đi cứu cái con của hàng xóm? Sao kỳ vậy? Bà nói con của tôi mắc á, thì có thể vợ chồng tôi sau này có thể là sinh đứa con khác. Nhưng cô bác, và giả sử như nó mắc nó đi á, mà tôi kể lại cái chuyện này, chồng tôi cũng nở mặt nở mày và không có nở trách cứ tôi, tại vì tôi làm tròn cái việc hiếu nghĩa. Còn bây giờ mà giả sử như mà tham sanh quý tử vì thương cái đứa con mình á, mà ôm cái đứa con mình chạy bỏ cái con của cái người em chồng mình, mơi mốt rồi gặp lại biết ăn nói làm sao. Mà đối với cái người chồng của mình á, cô bác ơi, cũng mang tiếng suốt đời. Không có, mang tiếng suốt đời. Người ta nhờ nuôi cháu, tức là em của chồng mình đó, mà bây giờ đi cứu con của mình không à, con của em mình thì bỏ. Nó quá khó xử hết sức. Thành ra quân giặc nó nghe tới cái người phụ nữ mà có cái đức hạnh gì đó, cô bác ơi, suy nghĩ thấu đáo vậy đó, xúc động cô bác. Thôi rồi, cái người gì đâu mà nghĩa quá, nghĩ cái việc nghĩa tốt quá. Cô bác, rồi đình chiến luôn cô bác ơi, nói cái nước này sao có những cái tấm gương vậy, thì những cái người trong nước này người ta quanh liệt kiêu hùng dữ lắm cô bác ơi, đánh cái nước này cũng hơi khó, phải không cô bác? Mà dù cho đánh đi mà cái người mà hiểu thiếu nghĩa trung trinh cái kiểu này mơi mốt là nó dạng du kích hòa sao chịu nổi. Người cuối cùng là hai bên hòa bình cũng nhờ một cái người phụ nữ, sau này vua nghe vua cũng ban thưởng cái người phụ nữ này. Hay quá, thì đó là cái chuyện riêng. Còn cái chuyện của bà Thổi Khanh này kể ghét của bác thôi, kể hết phim mình lỡ rồi mình kể cái cho nó xong luôn nha, rồi anh hai đem cũng đúng luôn. Thì sau khi mà cái bà này bà quyết định rồi đó, chồng mình đó, thì chỉ có một cái người mẹ thôi. Trong khi bây giờ mình tham sanh quý tử, mình muốn cứu cái mạng mình mà để cho mẹ mình chết, mai mốt gặp chồng mình biết nói sao đó. Không lẽ nói dối thì nó thẹn với lương tâm của bác ơi, cuối cùng bà để hy sinh bà đi. Nè, đôi mắt của tôi nè, ác thần cứ lấy đi. Rồi ác thần móc mắt cái người phụ nữ này cô bác ơi. Rồi từ đó trở đi là bà Thổi Khanh bà mù mắt. Mù mắt nhưng mà trên vai vẫn cõng người mẹ xúc động hết cô bác. Vai vẫn cõng cái người mẹ trên lưng như nè cô bác ơi. Cầm đàn lên nghiêng vai cõng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Cô bác ơi, tìm đi giữa đường đi tới đâu rồi cầm cái đàn lên, tại vì bà biết đàn á cô bác ơi, vừa đàn vừa hát để mà xin tiền người ta để mà sống qua ngày đó cô bác ơi. Bây giờ cái người mẹ chồng lại là đôi mắt của cô, tại vì bà mẹ chồng thì còn thấy mờ mờ chút đỉnh, còn bà bây giờ thì đôi mắt đã mù rồi cô bác ơi. Thì thành ra là bà mẹ chồng là đôi mắt của cái nàng dâu, nàng dâu ẵm cái bà mẹ chồng trên lưng cô bác ơi, đi lang thang, đi hoài, đi tới đâu hỏi đường người ta tới đó hỏi, đi tới cái biên giới của nước đó là đi sao. Cuối cùng mà trải qua biết bao nhiêu gian chân đau khổ, mình kể gấp gấp quá tại mình hết thời gian rồi. Nếu còn thì mình phân tích cả tiếng hồ nó cũng được nữa, nhưng mà cái này nước rút rồi. Thì sau khi mà ra bên tới nước ngoài đó cô bác ơi, đi ngang cái chỗ cái phủ mà của cái ông Châu Tấn đó cô bác ơi, bà bắt đầu bà dạo lên cái tiếng đàn của ngày xưa. Ông Châu Tấn vừa nghe cái tiếng đàn quen thuộc biết liền của bà, tại vì bên ở nước khác á, thì cái tục lệ cái tập quán nó khác nhau trơn, bởi vì tiếng đàn tiếng hát nó cũng khác. Mà nghe lại cái tiếng đàn ở quê hương mà tiếng đàn của người vợ mình thường đàn ngày xưa là sực lên liền chứ của ốc phải không. Bây giờ ông kêu quân lính ra mời cái người đàn hát nó vô đàn, ông nghe một tiếng đàn để đỡ nhớ quê hương. Cô bác mình mời vô rồi đó cô bác ơi, nhìn thấy bà vợ mình mừng hết sức mừng. Rồi phim tới đó kết thúc. Thì không biết cuối cùng thì hai cái người đó có xung hợp được hay không, tại vì cái ông này ông đang trong cái tình trạng rất là khó khăn. Một á, là ông không có quyết định được cái số phận cho mình, tại vì ông là đang làm sứ giả, có nghĩa là bị giam lỏng. Cái thứ hai, nếu như theo cái thuyết khác á, ông là phò mã của nước bên kia, thì bây giờ ông rước về nhà đi nữa là bà công chúa kia bà xé xác cũng rất là khó. Thành ra cái kết này cũng vẫn là cái kết mở. Cũng rất là khó nói, tại vì cái chuyện này chuyện tưởng tượng mà. Đó. Thành ra cuối cùng cái nàng dâu này đi mua dặm tìm chồng, cuối cùng cũng gặp được người chồng, là cái kết nó có viên mãn chút xíu. Mà cũng có những cái vị bản khác nói là cái vị ác thần trong miếu là một cái vị tiên, người ta quá thân xuống thử cô gái này. Sau khi mà móc mắt đưa cho rồi đó cô bác ơi, vị tiên là mới gật đầu và cho rằng cái người phụ nữ này là cái người tiết hạnh trung trinh, hy sinh mình để cứu mẹ chồng.
là cái người có nghĩa. Thành ra ông trả lại đôi mắt và nàng Thoại Khanh sáng bình thường và tiếp tục đi tìm chồng. Còn có một số bản khác lại nói là nàng Thoại Khanh trong một lúc mù lòa mà đi tìm chồng. Đó là giống như trong cái bài ca đó cô bác ơi. Mình không thuộc cái bài ca đó, nhưng mà cái đoạn đó cô bác ơi, cầm đàn lên mà nghiêng vai cổng mẹ đó, tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Mẹ ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi, chiếc tỳ bà trùng dây long phiếm cũng u hoài theo từng giọt mưa xa. Đường sang tề dịu dợi xa xôi, tiếng ve ngân hòa lẫn tiếng sạc sào của những chiếc lá bàn rơi của một mùa thu trên đường về biên ải. Rồi cô bác ơi, hết sự tích của nàng Thoại Khanh. Kể dẫn thật chưa? Thành ra cái khúc sau nó hết hấp dẫn rồi, tại kể nhanh quá, mình hết thời gian. À, bây giờ cũng cơm. Để ăn cơm cái tới chiều luôn. Thế nào là đêm về cây đàn cây đó. Nãy mình lao dọn ở trên này rồi, chắc là tao sơ lại cái đi. Ban đêm hay có bộ không, ban đêm thì mình bật đèn ở đây nè, có bộ không. Còn ban ngày thì nó không có bộ không. Chăn nước. Đèn dầu thì ở đây mình đốt xuống. Nước. Chao, tượng trưng. Cơm. Rồi đũa. Rồi xin một bên. Rồi đốt hai nén nhang. Cắn nguyện người qua giảng về ăn cơm. Xong cô bác ơi, hết phim rồi đó nha. Rồi dẹp cái này cái là vô ăn cơm là xong rồi đó. Thì mình coi cái máy, cô bác biết là mình để cái máy đây là có cái nguyên nhân. Bữa nay là 6 tuổi mua máy dưới kia. Thành ra sáng giờ 6 tuổi cũng điện mấy lần rồi. Em coi mình coi coi 6 tuổi có mua có chụp chặt gì không. Thì bữa nay là 6 tuổi có máy mới đó, nhưng mà chắc cô bác sẽ chưa có xem phim được đâu, tại vì máy mới đó thì nó quay thì bắt buộc là mình phải xử lý trên máy tính rồi, chứ không có quay bằng điện thoại. Quay bằng điện thoại thì ốp nóng là được cô bác, còn quay bằng cái máy chuyên nghiệp thì đâu có ốp nóng là được, tại 6 tuổi còn kẹt cái máy tính ở trên này. Thành ra là vài bữa cô bác sẽ xem cái phim của 6 tuổi là có cái chất lượng rất là cao, rất là đẹp ha. Tạm thời thì chắc vẫn up phim bằng cái điện thoại. Khi nào có phim chuyên nghiệp là cô bác nhìn thấy cái màu sắc là cô bác sẽ biết liền. Cái máy xịn. 6 tuổi lên đời đó nha. Cô bác qua kênh Bình Cần Thơ để ủng hộ 6 tuổi nha cô bác. Rồi thì ở đây mình đã có bây giờ làm nước mắm, nước chấm nữa cô bác. Lỡ rồi còn chút xíu nữa. Bữa nay ăn cơm 12 rưỡi rồi. Mỗi bữa 12 giờ 15 rồi. Bữa nay trễ hơn 15 phút rồi. Rồi để cái máy cố định thôi, cô bác tưởng tượng thôi. Tại vì cái mic gời thì nó cũng dễ rồi. Bữa nay 6 tuổi mua máy có mic gời luôn nha. Trội luôn nha, rồi. Bây giờ thêm một cái dĩa nữa. Một cái bên chai, cái bên mặn. Bây giờ mình dẹp bớt máy này, nãy giờ cái chuyện nước rút của cô bác, cái chuyện nước rút nó mệt lắm. Tại vì mình cố gắng mình nói cho thiệt là nhanh. Nó mệt hơn bình thường, nhưng mà lỡ nó bể ra cái chuyện này rồi, thành ra mình nó kể gấp rút chứ nó hơi chưa rồi. Chứ nếu như mình kể chuyện, ví dụ như câu chuyện của Thoại Khanh đó cô bác ơi, mà mình bung cho nó đủ câu chuyện luôn đó, thì mình kể chắc cũng khoảng trên 3 tiếng đồng hồ thì nó mới truyền cảm được. Có nghĩa là mình đang kể chuyện đó nhưng mà nó đụng tới cái chuyện nào là mình kể phụ thêm cái chuyện đó rồi mình trở lại cái chuyện này. Nói chung là trong đầu nó tự nhảy ra là mình có thể là mình kể rồi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó mới
nó mới điều cái câu chuyện của mình kể gút quá thì cái câu chuyện nó đâu có còn truyền cảm nữa cô bác. Nó gấp gút quá nó hết hay, giống như quay phim nữa cô bác ơi, quay phim mà đi quay phim mà chạy nước rút không nữa là cũng thua. Mấy cái lúc mà đoàn di chuyển nhiều đó chạy dù phim nó đâu có chất lượng cô bác. Còn cái, những cái lúc nào mà đi nhàn hạ gì á cô bác ngắm cảnh nó mới thâm dâm được. Chuyện kể cũng vậy, chuyện kể xúc động tình cảm là cái câu chuyện kể nó phải đều đều nhịp nhàng. Có khúc cao trào, có khúc thì nó nhẹ nhàng, có khúc thì nó hơi gấp gút, nó hơi kịch tính chút xíu, nó mới hay. Rồi. Bây giờ mình dầm cái này ra, rồi múc qua bên ông cụ chút xíu để ông cụ ăn cho nó cay cay. Nhưng mà vẫn để nước mắm, còn bên mình đây thì nước tương. Rồi xong khỏi khanh rồi đó cô bác ơi, nhưng mà rất tiếc là chắc là không còn thời gian, chứ thôi mình sẽ hát hết cái bài Thổi Khanh Châu Tấn, mình đem cái máy ra hát, tại vì mình không có thuộc bài hát đó cô ạ. Chưa lần nào mình hát hết bài đó lần nào, chưa từng luôn, hát thử cũng chưa từng hát luôn. Thành ra tuy kể cái sự tích gì chứ không có thuộc bài hát. Mình chỉ nhớ cái câu mà tại người ta hay hát hoài đó cô bác, cầm đàn lên nghiêng vai cổng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương trời đó, mình nhớ được con khúc đó đó, tại nghe người ta hát biết là nó thuộc. Vậy cho mình hát chừng một hai lần là cũng thuộc chút đỉnh. Rồi. Giống như bài Ghế Nhà Nghèo. Rồi xong rồi đó cô bác ơi. Rồi. Này. Cơm tới thêm chút xíu nữa. Tràn miếng nước vô cô bác ơi, để cho nó đừng có dính cái chén cơm. Cái này luôn. Cho đừng dính chén cơm. Rồi, vậy là xong. Quay sơ cái là kết thúc nè cô bác. Cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Hồi ôi cái đèn của mình hình như nãy giờ đèn hết pin rồi cô bác. Đèn hết pin luôn, hay hết sức ha. Nãy giờ lâu quá không biết mấy phút mấy giờ không biết. Cái này là cá lưỡi trâu chai chiên. Mình nói chuyện cũng muốn hết nổi rồi. Cái này nước chấm. Cơm. Cái này canh. Canh. Nước chấm. Còn cái này là gà. Rồi. Xong rồi được quá. Rồi vậy là phim mình tới đây kết thúc, bữa nay 12 rưỡi trễ hơn mỗi bữa 15 phút. Mình ăn đều một nhịp hoài của bác thôi thì cái bao tử của mình nó không có bị đau. Mình ăn là thường khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi cái khung giờ khoảng đó đó. Nhưng mà thường là khoảng 12 giờ đến 12 giờ 15. Rồi vậy là phim của mình tới đây kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Còn ngoài này rồi. Cái gối ôm của mình nó ngủ thấy xuống rồi. Xương hết sức. Xương hết sức. Rồi nấu cơm xong rồi nựng cái nha. Cô bác thấy cái màu nó đẹp hết sức luôn ha. Yeah, nó có cái nhân duyên với mình đó. Con chó này nó cũng có nhân duyên với mình. Cứu con chó đi đâu con chó cũng đi theo. Mà mình cứu con mèo này rồi cô bác ơi, rồi bây giờ đi đâu nó cũng đi theo. Hai con rõ ràng luôn. Còn mấy con kia mình nuôi ở nhà ít khi nó đi theo. Mà con này mình cứu nó. Nó đi theo nè. Tại vì người ta chịu hết nổi rồi, ta thấy nó quậy quá rồi, định bắt nó giục bỏ rồi đó cô bác ơi. Nó ăn dụng rồi quá đó, ta chịu hết nổi rồi. Thấy gì tội nghiệp, nó xin nó về bây giờ. Ban đêm mà đi ra ngoài kia cúng đó, là nó đi bon bon theo. Đi vòng vòng giường là nó cũng chạy bon bon theo, con chó cũng vậy. Nhưng mà có con mèo thì không có con chó, có con chó thì không có con mèo nha, tại hai con nó kỳ nha. Thôi cứu giật giật trả ơn đó, cứu nhân nhân trả quán đó, cứu giật rồi bây giờ đi đâu nó cũng đi theo chứ. Mà những con chó mình nuôi ở nhà thì hiếm khi nào nó chịu đi theo lắm, nó làm biến gì đó. Giống như bút nè, làm chật ạch vậy đó, mình đi đâu thì nó khi nó đi đó. Thằng bút, nó xấu nè, phải không? Phải không? Rồi, vậy là phim của mình tới đây kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Rồi xong phim cô bác ấn like giùm cái, chấm bình luận cái cô bác ơi. Chứ bình luận cô bác chấm cái là được rồi. Không biết. Chấm cái để cho có nhiều cái người quan tâm phim á thì cái phim của mình nó sẽ có chất lượng hơn. Cái thứ hai nữa cô bác qua cái kênh Siêu Đồ Bếp ấn đăng ký ủng hộ nha cô bác. Ấn đăng ký để mình thấy nhiều người á, nhiều người đăng ký up phim nên nó cũng vui vui. Rồi vậy là phim mình tới đây kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Rồi ngưng luôn cô bác ơi. Mời gặp lại.